Chào các bạn, lại là Captain Vlog đây. Và hiện tại thì mình đang đi cùng với là anh Quỳnh Phú Channel. Thì hiện tại anh em mình đang có mặt tại quận 12 và phát hiện ra được một ngôi chùa đang xây dang dở. Đây là ngôi chùa, không biết vì lý do gì mà ngôi chùa đã bị bỏ hoang. Anh em mình sẽ vào bên trong để khám phá ha. Đi em thì mình thấy ngôi chùa này bây giờ nó cũng bỏ trống rồi mà có đập dở một số nè. Không biết lý do gì mà hồi nãy đang dòm dòm vô thì thấy có tượng Phật. Có tượng Phật ha? Có tượng Phật. Thì để biết được bên trong có cái gì thì chúng ta hãy cùng đi vào bên trong để khám phá nha các bạn. Lâu rồi mà không biết sao mà để hoài. Thấy lâu hả anh? Anh ở gần đây không? Ở chỗ gần đây anh quay lại này mấy năm rồi. Rồi đập này mấy năm anh? Là lâu lắm rồi. Lâu lắm. Cái này xây lâu nhưng mình bỏ cái thời gian mình xây mình bỏ mình là năm bao lâu rồi? Biết rồi, hồi đó đi qua đây là ngày mấy năm rồi thấy nó còn vậy không xây nữa đâu. Thì không thấy bên chùa xuống hả? Chắc bị gì người ta không cho xây hay gì. Chắc ta nghĩ chắc bị vi phạm mình ăn quá hả? Đây nè. Đây là chùa nè. Lớn lắm luôn. Bây giờ anh em mình đi vô trong luôn anh ơi. Đá không à, những cái đúng rồi, xây này cũng tiền không đúng không? Biết bao nhiêu tiền của trong đó. Ủa hồi trước giờ là không có cầu thang luôn ha? Tại không thấy có đường lên, ở trên đó có cầu thang mà dưới đây mình không thấy. Thôi nói vậy xây rồi sao biết không xây cầu thang. Không xây cầu thang ha. Vậy là không phải bị đập anh ơi, không có cầu thang luôn. Chưa xây á. Anh thấy trên đó có. Anh ở đây anh có thang. Không, cho mượn cái thang. Xa lắm lúc hôm kia lúc. Tưởng đâu gần đây anh hỗ trợ cho em mượn cái thang leo được chưa? Không thấy. Xem thử ở bên trên như thế nào cũng tò mò. Tao để mình zoom ra cho thử cho nghe thấy. Không thấy nổi. Mới cá hôm qua kia về hướng ta làm tôi sửa lại cái. Hôm qua hôm kia là mới đổ đá này anh. Làm gì á, chuẩn bị làm gì mới đổ rồi. Ngộ ha, chùa bỏ hoang mấy năm xây dang dở. Nhưng mà hồi trước kia chắc là có một cái ngôi chùa nhỏ hơn, sau này xây lớn thì đang xây mới dừng. Chứ đâu có một bản đất trống mà xây lên ngôi chùa lớn được. Cái này dạng xin tu sửa mà đang làm mới lại. Lại lấn chiếm đập bỏ lại cho đập hết đi luôn. Cái mẹ chùa đó nó ra tới ngoài đường luôn, em nghĩ chắc vi phạm hành lang rồi. Với lại giờ xây chùa này giờ căng lắm, phải xin phép rồi giữ dần dần. Thôi giờ mình vô trong luôn đây, mưa quá, mưa lớn quá, mưa lớn. Giờ vô trong các bạn ơi, mưa quá. Dạ cảm ơn. Có đăng ký được không? Dạ. Bây giờ thì vô trong các bạn ơi, mưa lớn quá rồi. Thì ở bên trong thì bên đây có tượng Phật anh. Đây có tượng hai tượng Mẹ Quan Âm, một tượng lớn một tượng nhỏ. Hình như tượng này thì là tầng 17 nè. Đúng không? Được, tượng này tầng 17 nè. Dán keo lại nè, còn tượng này nguyên nè. Nằm mồi Phật. Bát hương bát nhang này kia vẫn còn. Em thấy có cái hộp gì kìa. Có cái hộp gì kìa. Cái hộp này sao? Có cái lông gì kìa. Cái lông gì kìa. Cái gì kìa. Ừ, hồi anh ơi. Con gì chết á. Phải không? Con gì chết á. Có thư yếm gì sao hôi quá vậy. Anh dám bóc ra không? Bóc ra. Kéo ngoài đây. Ôi, để trước tượng Phật luôn kìa. Ghê quá. Ai để trong đây ta? Con gì mà chết hay là cái gì? Có ai đem gì mà lại đây cúng kiến không? Này các bạn, đây có những cái bức tượng Phật là những cái hình Mẹ Quan Âm thì Phật đồ vẫn còn trong đây sao? Đây là nhà vệ sinh, đây là nhà vệ sinh. Nhà chợ. Làm gian dở chưa xong. Tiếc cái là mình không lên được trên ha. Và ở trên thì có cầu thang, ở dưới thì người ta chưa có làm mà bị cắt bị đường công. Đúng rồi anh, ngoài Đà Nẵng đá này rất là nhiều.
Tượng của mẹ được điêu khắc và làm rất là kỳ công, nhìn rất là đẹp luôn, kể cả các chi tiết trên khuôn mặt. Hình như là hai tượng khác nhau á. Anh nhìn để ý cái khuôn cái cổ nè, cái áo với cái mặt thì khác, nhưng mà cái bình nước cái lò đó là... cái tay thì như nhau, nhưng mà khác bộ đồ trang phục, khác chân phục đó, trang phục khác. Nhưng mà cái hộp này thắc mắc, cái hộp này không biết sao nữa, hay có cái chai nước nè, thì ai đó cúng rồi họ không biết làm bùa làm phép gì nữa. Đúng rồi, có chai nước, bát nhang là chai nước nữa. Em nghĩ khi nào mà ta bệnh hoạn nữa lại ta cúng, ta cầu cho ta hết bệnh không? Chắc cũng có đây nữa mà. Thì mẹ qua năm rồi là linh thiêng, hai cậu thì cho những cái người phàm á, ta tin tưởng ta đây là đúng. Nhưng mà trong cái hộp này á, thì để là tinh dầu thông táo đỏ, nhưng mà ở trong cái ruột á là lại cái gì mà có cái áo nè, em thấy có cái áo nè, đúng rồi, áo đen, có cái áo đen nè, rồi xong ở trên đó là lông hay là xác của một cái con gì đó, chắc là hôi luôn. Rồi mình đi qua bên phòng kia đi, hôi quá chịu nói đó. Đây là phòng mà những cái bức tường thật hay là sao mà sao bị đập bể nó rồi đây. Chắc là trong lúc tháo dỡ nó bị ảnh hưởng. Bên đây thì thấy cũng có đồ cúng rồi. Đây là ông, cái này là cái trong đó. Trong cái một bàn, cái bàn thờ nhỏ, bàn thờ để đó, đó là kêu bằng gì, bằng chú thổ á. Dạ. Nè. Thổ mà mấy trên này, mấy trên nè. Rồi có bát hương này không? Cúng quá trời luôn, ai dùng cái ly cắm nhang đầy giống vậy. Đi sâu trong đi. Anh nghĩ là cái con chuột này đó. Vậy hả? Ui, đây có gì nè? Cái này có gì nè? Đây là cái hình là một là của ông chú Bảo, hai là của ông gì dưới nhà bếp là kêu gì ta? Ông Táo hả? Ông Táo. Có ông Điện Tài. Mà anh nghĩ ở đây là cái khuôn hình của ông. Ui có vàng anh ơi, có vàng anh ơi, vàng. Này vàng phải không? Vàng đúng rồi. Vàng thiệt cái vàng giả? Vàng này vàng giả, vàng hình nó thật đại. Nghe không? Thôi xin vía, biết đâu dần thiệt. Đi quay YouTube trúng mánh đó các bạn ơi. Này đi quay chùa hoang mà nhặt được vàng nha các bạn. Lộc của ông Điện Tài. Để anh cầm em đi, em thắng cái. Ông cho em vàng thi thắng. Mời vật, cảm ơn ông Điện Tài, cảm ơn cốc vàng. Có con cốc nữa kìa. Cốc tía, cốc vàng. Cốc tía, cốc ấy. Ui có cái gì nè. Ui cái này giống như cái sợ bùa phép gì đó ai nè. Dòng này dốc bùa. Đúng rồi, ở trong chùa thì ai có những cái dòng. Ý cái này của Tây Tạng hả anh? Cái cộng chùa này của Tây Tạng là có ùm mà này mà này mà không nè. Chữ Tây Tạng nè. Đây quan. Ông này cái gốc cái người mà xây cái chùa này tên Tây Tạng. Đúng không? Tây Tạng Trung Quốc. Tây Tạng. Đây là những cái dòng á. Đây anh đeo đi. Anh thỉnh đeo đi. Là em thỉnh vàng, anh thỉnh chuỗi đi. Mà mình đi lại chùa nữa, nhưng bây giờ cái này bỏ rơi lớn đây mình cũng không biết gì đâu. Biết đâu cái lọc đó, lọc anh em mình đó. Không mày. Em thỉnh luôn đi. Thôi em thỉnh vàng rồi. Em đang nghèo em thỉnh vàng cho nó may mắn, cho nó suôn sẻ. Đằng sau này là gì đây? Nhà vệ sinh luôn nhưng mà cũng hình như là có ai đó mới dọn dẹp anh. Cái mới dọn dẹp những cái dơ bẩn họ đẩy vô toilet nè, có những cái hộp thuốc lá này kia rồi nè. Đúng rồi. Họ đưa vô hết, có cái chổi này nè, thấy không? Không, ở đây có người ta ở đây nó trú cũng đây ta. Này có nhưng mà đây nhìn là chổi có nè. Đúng rồi. Chổi có nè, chổi thôi. Có lẽ là có người trú ngụ ở đây, người ta mới quét dọn đây những cái người không có nhà ở cửa đó. Ừ. Hay ở đây. Ý, còn kia thở gì hết kìa. Đây ông Điện Tài mà ông Tài bị cục đầu luôn à. Với lại một chú tiểu đang gõ mỏ. À, thì mọi thứ xung quanh đây thì các bạn cũng đã thấy là rất là đơn sơ. Đây là cái này, cái nãy là cái chính này nè. Đây nè. Đây nè, ở đây còn mà. Ở đây là cái bàn ông chú Bổ nè. Vậy cái khung hình này sao mà dùng lăn lóc đây? Cái này theo anh á là của trong chùa hay là của người dân ta đem tới anh? Anh nghĩ cái này là cái người dân người ta đem lại người ta bỏ qua. Dạ. Chúng ta trong chùa đâu.
Còn những tượng Phật đó thì cũng có trong chùa, nhưng mà những cái bàn chú khổ này. Có nhưng mà này đúng ra cái chùa hoạt động đó thì người ta đem lại người ta gửi, mà cái chùa không hoạt động đem đây gửi bỏ nó có tội không ta? Tôi biết đâu, tại vì chùa hoạt động thì ta có hương khói này kia, còn chùa không hoạt động để như đây đâu có hai hương khói đâu. Đúng rồi. Nhưng mà anh để ý nè, tự nhiên chỗ đó ấy 4 5 cục đá, 3 cục đá ống ship hàng hai hàng đưa lên rồi để làm gì, định làm gì á? Anh nghĩ là người ta có lại đây ta cúng giấy gì đó đó. Để cái bàn ta để lên trên đó rồi đồ cúng nó cao hơn á. Dạ. Thật sự không hiểu tại sao ha. Chùa chiền xây mà lại đang xây gian dở mà như thế này. Mình không biết là như thế nào, nhưng mà tình cờ phát hiện thì anh em mình đến khám phá và quay hình lại, chia sẻ với lại bà con cô bác, à, các bạn gần xa. Biết cái là mình leo trên lầu cũng được, bây giờ cầu thang leo lên cũng được. Đúng rồi, không leo được. Thì cái này bây giờ thì chỉ quay cho các bạn xem vậy thôi, chứ còn mà muốn khám phá sâu hơn hay muốn lên trên nữa thì chịu rồi. Nhưng mà anh thấy mấy cái nước sơn này nó cũng mới ha. Đúng rồi, mới sơn đó. Em ra đây nè, quay lên thấy lên trên nè. Đó, người ta làm đá đó, đá tấm đập đó làm những cái lan can đó rất là đẹp luôn. Nhờ đó nhiều tiền lắm luôn. Đúng rồi, nó cắt bỏ chắc rồi đó, cắt trời cắt bỏ rồi đó. Nhờ. Tiếp thì không leo lên trên được, không có cái đường nào lên luôn. Cái này phải có cái thang, hỏi anh đó có cái thang không? Không có, chẳng có không. Phải có là ấy mà. Mà ở cái đất Sài Gòn này á, đi mượn ta cũng khó khăn lắm, không phải như dưới quê đâu. Ôi nhìn đây cái mặt trời giống như cái hậu quang vậy anh ơi. Đúng rồi. Ừ, anh lùi ra tí á, y chang có hậu quang vậy á. Đó y như có hậu quang đang rồi. Nằm giữa cái chùa luôn. Đó đang có hậu quang chiếu sáng ở giữa chùa luôn kìa trời. Y hệt luôn á. Ờ lạ kỳ thiệt chứ. Ồ. Giống như giống y chang như mà Phật tại hiển linh vậy ha. Dạ. Nhiều người trường hợp người ta quay được gì nè, xong là người ta đưa lên mạng, người ta nói là quay được Phật bà hiển linh, anh quay được hào quang của Phật rồi á. Đúng rồi, y hệt luôn nè, thấy không, nó đưa nó thêm sáng mà chiếu vô, thấy không. Qua thì mẹo của anh ý nghĩa như nào anh, tại sao mà một mẹo của anh đang đứng mà trên đầu của mẹo của anh lại xuất hiện thêm một vị đang ngồi trên đầu mẹ không? Cái này anh cũng không hiểu sao. Mà theo đúng là không ai kêu mẹ Quan Âm, là phải kêu bà Quan Âm chứ không ai kêu mẹ Quan Âm, tại vì bà mà cũng chưa cũng chắc là bà nữa, đó là bà Quan Âm là Phật bà, Phật bà, nhưng mà nhiều khi đàn ông nữa. Bà là đàn ông không, Phật bà không đi sâu vô đó, trong chân Phật pháp anh em mình không biết. Rồi cho nên bà con mẹ Quan Âm là hay hộ trì độ nạn người, những cái người đi làm ăn xa biển rồi đó, ta cứ gọi là mẹ không à. Thì giờ tổng quan rồi cũng gọi là mẹ. Đúng rồi, tổng quan của nơi này là như vậy, không có lên được, chỉ điện rộng ở dưới đây thôi. Thì thật sự thì rất muốn lên trên để khám phá cũng như là quay thêm nhiều chi tiết ở bên trong ngôi chùa bỏ hoang này cho các bạn khán giả xem, nhưng mà thực tế thì anh em mình đang bị hạn chế là do là không có cái đường nào lên hết. Mượn cầu thang thì thật sự rất khó, ở thành phố Hồ Chí Minh này thì người lạ người ta không có dám cho nên là anh em mình đang bị gặp bế tắc, cho nên là chỉ ghi hình được tới đây và hy vọng là bà con cô bác sẽ hiểu và thông cảm cho anh em mình, và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo trên kênh YouTube của Cạch Tơ Vlog và cũng như là anh Quỳnh Phú Channel. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.